Số email của máy là 28003. Khi nhận được máy thì anh Tâm cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là một cây iPhone 11 Pro, phiên bản quốc tế 64GB. Cây máy này thì anh Tâm ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Và đây là lần mở máy đầu tiên cây máy anh Tâm đặt mua của Tú Vân Mobile. Anh Tâm thì là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile cách đây 7 tháng, tức là vào tháng 10 năm 2023 thì anh có đặt mua cây máy đầu tiên của Tú Vân Mobile là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128GB màu xanh. Và bây giờ sau 7 tháng thì anh lại quay lại và mua thêm một cây iPhone 11 Pro. Và đối với cây máy này thì Tú Vân Mobile có tặng anh một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Và theo như yêu cầu của anh thì Tú Vân Mobile sẽ mở máy ra để thay luôn vào máy cho anh ở trên chiếc máy này. Và như mọi người thấy thì khi mở máy để thay pin thì Tú Vân Mobile có quay lại lần mở máy đầu tiên. Tức là cây máy này thì trước đây chưa từng có ai đã từng bung mở cây máy này ra để thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé. Đây là lần mở đầu tiên, tức là máy zin nguyên bản, chưa qua thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và chút nữa thì mọi người sẽ thấy bên trong máy rất là sạch đẹp. Đây là đặc điểm của một cây máy mở ra lần đầu tiên. Và đây là bên trong cây máy của anh Tâm đặt hàng của Tú Vân Mobile. Anh Tâm và mọi người có thể xem bên trong máy. Về tổng quan thì bên trong máy rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Đây là đặc điểm của một cây máy mở ra lần đầu tiên mọi người nhé. Không có một chút dấu vết của việc bị bàn tay thợ hoặc bàn tay của bất cứ ai động chạm vào đây để thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Tâm và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Số email của máy là 28003. Khi nhận được máy thì anh Tâm cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là bên trong máy. Anh Tâm và mọi người có thể xem một lần tổng quan ở bên trong máy. Bước cho xem lại số email để chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy mọi người nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết và giải thích cho anh Tâm và mọi người về những đặc điểm của một cây máy zin. Cụ thể ở đây là máy zin chưa đụng ốc thì máy mở ra mới được đẹp, gần như là hoàn hảo như thế này mọi người nhé. Còn mọi người mua ở trên thị trường thì mở ra nó sẽ không được sạch đẹp như thế này, tại vì hầu hết ở trong số đó, những cây máy zin đó là những cây máy chỉ đạt tình trạng mên zin, màn zin thôi, tức là một hoặc một số bộ phận đã bị thay thế sửa chữa, chứ không phải là máy zin nguyên bản chưa đụng ốc, chưa qua thay thế sửa chữa, chưa bung mở như những cây máy Tú Vân Mobile chọn và bán cho mọi người như thế này mọi người nhé. Đầu tiên thì về phần pin, đây là một viên pin, thứ nhất là một viên pin zin theo máy, thì nó có những cái đặc điểm của viên pin zin theo máy. Và thứ hai là đây là một máy mở ra lần đầu tiên nên mọi người nhìn thấy ở trên bề mặt của quả pin rất là sạch đẹp mọi người nhé, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả, không có dấu vân tay, không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Thứ nhất là về form pin thì mọi người thấy là cái hình dáng của quả pin thì rất là đẹp mọi người nhé, từ những cái đường bo Apple làm rất là chuẩn xác, rất là sắc nét. Trên bề mặt của quả pin thì mọi người sẽ thấy là phẳng phiu, mịn màng, không bị nhăn nhau gồ ghề. Và phông chữ ở trên pin thì mọi người có thể thấy là rất là sắc nét, được in, nó không bị lỗi mọi người nhá, không bị mờ, không bị nhòe.
kể cả những logo như quả táo, rồi thì những ký hiệu, mọi người thấy là nó rất là sắc nét, không bị mờ, bị nhòe một chút nào cả. Và đây là siêu pin zin theo máy, thì mọi người có thể thấy là nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp mọi người nhé. Đây là siêu pin ở phần phía dưới. Chút nữa thì khi mà lật viên pin lên thì Tú Vân Mobile sẽ cho mọi người xem phần siêu pin ở phía dưới của quả pin, và sẽ giải thích cho mọi người thêm. Siêu pin zin thì sẽ có đặc điểm là sẽ tách ra được thành hai lớp mọi người nhé. Và đây là camera trước của máy, thì như mọi người thấy đây là một cây máy zin chưa đụng ốc nên chưa thể thay cam, chưa rửa cam, và máy cũng còn áp suất zin chống nước rất là tốt, nên là cam của máy thì trong vắt mọi người nhé, không có bụi, không có bạc gì cả. Đấy, camera ở trên những cây máy như thế này thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Ở đây là khu vực của main của máy mọi người nhé. Thì ở đây mọi người có thể thấy là những cái nẹp, ví dụ đây là nẹp pin mọi người nhé, đây là nẹp ở trên trên main này, và đây là nẹp của camera sau, thì mọi người thấy là rất là sạch mọi người nhé. Đấy, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả. Nếu máy đã qua sửa chữa thì thường là sẽ có dấu vân tay, rồi thì những cái bụi bẩn ở trên những cái nẹp này, và thậm chí là cái siêu ở trên cái nẹp này còn bị rách. Nhưng ở đây thì mọi người thấy là mọi người thấy là siêu rất là sạch đẹp mọi người nhé, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, không bị rách, phần nào bằng kim loại thì rất là sáng, không có dấu vân tay mọi người nhé. Nói chung là rất là sạch, không dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa. Và đây là quy tím ở trên thân máy mọi người nhé. Thì ở đây mọi người thấy là thứ nhất là nó còn màu trắng, màu trắng thì chứng minh là máy chưa bị vào nước. Và cái thứ hai, vấn đề rất là quan trọng là cái hình dạng của cái quy tím rất là đẹp mọi người nhé. Nó chưa có dấu hiệu, không có dấu hiệu của việc bị bóc ra và dán lại. Hiện tại thì có rất là nhiều máy khi mà quy tím bị đỏ, tức là có dấu hiệu máy bị vào nước, thì ở trong trường hợp đó các shop sẽ bóc cái quy tím đó ra và dán lại quy tím ở trên một cây máy khác vào. Thì ở trong trường hợp đó thì cái hình dạng của quy tím sẽ không được đẹp như thế này mọi người nhé, mà nó sẽ móp méo một chút và nó sẽ có keo lem nhem ở xung quanh. Đấy. Và ở đây thì anh Tâm và mọi người có thể thấy là đây là gioăng zin mọi người nhé. Đấy, gioăng zin thì nó rất là dính mọi người ạ. Và thứ hai là nó bo theo cái thân máy rất là chuẩn xác mọi người nhé. Đấy mọi người đấy. Nếu mà gioăng lô thì nó sẽ không bo được chuẩn như này mọi người. Đấy, tức là thân máy nó bo ở chỗ nào thì cái gioăng nó cũng bo ở chỗ đó mọi người nhé. Và gioăng zin mà nó rất là đủ mọi người nhé. Đủ gioăng. Đấy, mọi người thấy không? Gioăng zin và rất là đủ. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ sang phần màn hình. Ở đây thì thứ nhất là cái miếng siêu đen lớn ở trên màn hình, thì mọi người có thể thấy là rất là sạch đẹp mọi người nhé, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, không có dấu vân tay, và cái siêu này vẫn còn nguyên, không chưa bị rách mọi người nhé. Đấy, thì cái điều này thì nó chứng minh là máy chứng minh là chưa có bàn tay thợ động chạm vào đây mọi người nhé. Nói chung là máy mở ra thì chưa có bàn tay của ai động chạm vào đây cả, nên là mọi người thấy là nó không, hầu như là không có một chút dấu vết nào cả. Đấy. Và đây là quy tím ở trên màn hình mọi người nhé. Quy tím ở trên màn hình thì ở đây mọi người có thể thấy thứ nhất là nó có màu trắng. Em sẽ cố gắng zoom rất là to, rất là nét cho mọi người xem. Thứ nhất là nó có màu trắng, và thứ hai là hình dạng rất là đẹp mọi người nhé. Thì cái điều này thì chứng minh là đây là quy tím theo máy từ đầu. Và máy chưa bị vào nước mọi người nhé. Và đây là một cái phần rất là quan trọng ở trên màn hình. Nếu cái phần này mà bị rách hoặc có dấu hiệu bóc ra và dán lại thì
chứng tỏ là máy đã bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình. Đấy, chứng tỏ là máy đã bị ép kính, ép cảm hoặc là ép cổ cáp. Nhưng ở đây thì mọi người thấy là nó vẫn còn nguyên, chưa bị rách mọi người nhá. Tức là nếu mà thay thế sửa chữa trên màn hình thì phải bóc rách cái siêu này ra. Đấy. Nhưng ở đây thì mọi người thấy là nó vẫn còn nguyên, thì chứng minh là màn hình ở trên máy là chưa bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình. Ở đây thì mọi người có thể thấy đây là con chip ở trên màn hình, thì cái mối hàn của con chip đấy, thì người ta sẽ nhìn vào đây để đánh giá xem là cái màn hình đã bị thay hay chưa. Thì cái mối hàn của con chip ở đây thì mọi người thấy là nó rất là mịn màng mọi người nhé, nó rất là bóng đấy, rất là thẳng. Thì cái mối hàn này có cái đặc điểm như thế này thì chứng tỏ là mối hàn này là của hãng người ta làm, của Apple làm chứ không phải là của thợ sửa làm mẫu nhá. Hiện tại thì ở trên dòng iPhone 11 là Pro như cây máy này, thì nếu thay màn thì người ta sẽ phải kho cái con chip ở màn hình cũ và hàn lên cái con chip ở màn hình mới. Thì trong cái trường hợp mà kho và hàn như thế, hàn lại như thế thì cái mối hàn nó sẽ không được đẹp như thế này, mà nó sẽ xù xì, có dấu vết của mũi hàn chứ nó không phải là bóng và mịn như thế này. Đấy. Và đây là kính bảo vệ của camera trước. Thì ở đây anh Tâm và mọi người có thể thấy là cái thứ nhất là nó có cái vòng đệm bằng mút xung quanh để bảo vệ camera. Thứ hai là nó rất là đẹp. Nếu một cây máy mà không có cái đặc điểm như thế này, không có vòng đệm bằng mút như thế này thì chứng tỏ là cây máy đó đã bị ép kính, ép cảm hoặc là thậm chí đã bị thay màn rồi nhé. Ở trên những cây máy đó thì thứ nhất là màn hình sẽ không chất lượng. Hiển thị có thể là sẽ không đẹp bằng. Cái thứ hai là cảm ứng sẽ không nhạy bằng, và cái thứ ba là dễ hỏng. Còn ở đây thì có cái đặc điểm này thì chứng minh là màn hình của máy là chưa bị ép kính, ép cảm. Đấy. Và là màn hình zin mọi người nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Tâm và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Cái bước cho xem lại số email như thế này thì để chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy. Số email của máy là 28003. Khi nhận được máy thì anh Tâm cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là bên trong cây máy iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB. Anh Tâm ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Cách đây 7 tháng, tức là vào tháng 10 năm 2023, thì anh đã từng mua của Tú Vân Mobile một cây iPhone 12 Pro Max. Và theo như anh nói, hiện tại máy dùng vẫn còn rất là tốt. Anh rất là ưng ý với cây máy mà trước đây anh mua của Tú Vân Mobile. Và bây giờ thì anh lại quay lại và anh mua ủng hộ thêm một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB. Và như mọi người thấy thì ở trên màn hình, Tú Vân Mobile đang mở máy ra để thay tặng cho anh một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng Origin. Và mọi người có thể thấy là trong máy thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả mọi người nhé. Chuẩn chỉ là một máy mở ra lần đầu tiên. Anh Tâm và mọi người có thể xem lại kỹ càng bên trong máy một lần nữa. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy để thay cho anh một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Tú Vân Mobile đang dán một miếng giấy nhỏ vào camera để tránh bụi vào camera trong quá trình
thay pin và dán hai miếng giấy chồng lên nhau lên thân máy để tránh làm vỏ bị trầy xước trong quá trình thay pin mọi người nhé. Số email của máy là 28003. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy. Đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là đây là pin zin theo máy. Pin theo máy mọi người nhé. Pin theo máy thì sẽ được kết dính với thân máy bằng một lớp siêu pin zin. Và lớp siêu pin này thì có đặc điểm là dính rất là chắc mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy không? Dính rất là chắc luôn. Nên là Tú Vân Mobile sẽ cần nhỏ một chút nước tách để làm giảm kết dính của siêu pin zin. Như vậy thì cái quá trình tách pin ra khỏi máy sẽ được dễ dàng hơn khá là nhiều. Như mọi người thấy là tách ra dễ hơn nhiều mọi người ạ. Nếu mà không có một chút nước tách keo này. Đấy, mọi người thấy không? Và ở đây thì mọi người có thể thấy đây là siêu pin zin. Siêu pin zin thì nó có cái đặc điểm là nó sẽ tách ra được mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể thấy đây một lớp này. Một lớp dính ở phía dưới phần thân máy này. Và một lớp dính ở phía trên thân về ở phía trên pin mọi người nhé. Nếu mà là siêu pin đã qua thay rồi, tức là siêu pin low thì sẽ không tách ra được thành hai lớp như thế này mọi người nhé. Đấy. Đấy, mọi người thấy. Đây. Tách ra thành hai lớp mọi người nhá. Đấy, một lớp đây này. Đấy, và một lớp đây. Đấy, mọi người thấy không ạ? Cái siêu pin zin thì chứng minh một điều là đây là quả pin zin theo máy và đây là vỏ zin theo máy chưa từng bị thay thế. Đấy, hai cái bộ phận này. Và đây là viên pin zin theo máy. Pin theo máy thì mọi người có thể thấy đây là thông số của pin theo máy là 3046 mAh. Thông số này là của pin theo máy mới mọi người nhé. Còn đây là một viên pin theo máy đã qua sử dụng thì cái thông số nó sẽ không được như thế này nữa. Mà thông số của nó sẽ được khoảng hơn 2000 một chút mọi người nhé.
Và cái viên pin này thì Tú Vân Mobile sẽ gửi về cho anh Tâm. Thì cái viên pin này mặc dù là không còn giá trị sử dụng nữa nhưng mà nó vẫn chứa cái cổ cáp theo pin theo máy, thì cái này anh cứ giữ lấy, khi nào mà anh muốn bán máy thì anh cầm theo viên pin này. Thứ nhất là sẽ dễ bán hơn và thứ hai là sẽ bán được giá hơn anh nhé. Và đây là một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Tu Vân Mobile sẽ thay tặng vào trong chiếc máy này cho anh Tâm. Như mọi người thấy thì thông số của viên pin là 3480, cao hơn rất là nhiều so với pin theo máy. Đây là một loại pin về chất lượng thì Tu Vân Mobile đánh giá là thuộc top ở trên thị trường mọi người nhé. Và nó có giá nhập khá là cao. Bình thường khi mọi người mua ở trên mua máy trên thị trường ấy, thì nếu mà được shop thay pin sẵn thì rất là ít khi shop thay cái loại này mọi người nhé, tại vì giá nhập cao. Tất nhiên là các shop sẽ cắt giảm chi phí để làm tăng lợi nhuận. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành lắp viên pin này vào trong máy. Số IMEI của máy là 28003. Và đây là bên trong máy sau khi Tú Vân Mobile đã thay tặng cho anh Tâm một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành đóng lại áp suất và dán cường lực gửi về cho anh Tâm cây máy này. Chân thành cảm ơn anh Tâm ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile cách đây 7 tháng, tức là vào tháng 10 năm 2023, anh đã mua của Tú Vân Mobile một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128 GB, và bây giờ thì anh quay lại mua ủng hộ thêm một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64 GB. Và Tú Vân Mobile cũng chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. À, đây là cường lực Tú Vân Mobile dán tặng cho anh Tâm. Đây là cường lực kinh công chính hãng mọi người nhé. Số email của máy là 28003, và bây giờ là quá trình nhỏ nước tách để làm giảm kết dính gioăng zin ở trên cây máy này. Đây là một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64 GB. Cây máy này thì của anh Tâm ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An có đặt mua của Tú Vân Mobile. Đây là một cây máy hàng zin chưa đúc ốc nên là như mọi người thấy thì Tú Vân Mobile đang nhỏ nước tách. Tách này là tách keo mọi người nhé, tách để làm giảm kết dính của cái dòng zin. Máy này là máy chưa mở ra lần nào nên là cái lớp dòng zin theo máy từ đầu, dòng zin của hãng đóng để chống nước ở trên cây máy này chưa lần nào bị tách ra, nên là tách ra lần đầu ấy, thì nó rất là khó, nó được dính rất là chắc, rất là khó, và nếu không có nước tách thì mở máy ra rất là dễ bị rủi ro hỏng màn.